Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16:30 ngày 23 tháng 2 năm 2024 quý vị và các bạn. Em Việt đang ở ngã tư Lương Văn Can và Lê Thái Tổ. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội âm u mưa phùn. Bầu trời thủ đô Hà Nội vẫn còn rất nhiều nước quý vị và các bạn. Hôm nay thì thủ đô Hà Nội đón một cơn không khí lạnh nhỏ nhỏ quý vị và các bạn. Các cửa hàng ở trên đường phố Lương Văn Can cũng rất đắt khách, thu hút toàn các khách du lịch. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội bây giờ rơi vào khoảng 19 độ C quý vị và các bạn. Chiều nay em Việt sẽ mời quý vị cùng em Việt cho Việt đi một vòng Hồ Gươm để cảm nhận không khí các sự kiện diễn ra bên Hồ Gươm vào cuối tuần này. Wow, những hình ảnh trên đồng dưới hè. Vâng, quý cô chú chị và các bạn xem được những hình ảnh trên đồng dưới hè cũng như là Hồ Gươm thì hãy tặng em Việt cho Việt một like ạ. Và quý vị và các bạn lần đầu thì kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Với cảnh thời tiết này rất chán quý vị và các bạn. Mưa không mưa to, mưa bay bay nên đường phố Hà Nội cũng bẩn. Các du khách cũng phải mặc áo mưa để đi tham quan Hồ Gươm. Ở bên cạnh Hồ Gươm vẫn còn những cây đào. Quý vị và các bạn thấy những cây đào toàn lộc. Với cảnh này du khách mà không mặc áo mưa thì đi một đoạn cảm giác ướt quý vị và các bạn. Ướt áo luôn. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem là những hình ảnh bên Hồ Gươm. Một buổi chiều âm u mưa phùn. Hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Mùa này là mùa xuân nên là những hình ảnh cũng rất quen thuộc với những người dân ở miền Bắc. Quý vị và các bạn ở miền Bắc của Việt Nam thì chắc chắn sẽ cảm nhận được cái thời tiết này. So với những clip trước thì clip này quý vị và các bạn thấy các cửa hàng kinh doanh cà phê cũng vắng khách. Ngồi ở ngoài rất lạnh. Mặc cho những cảnh trang trí không khí Tết ở quán cà phê này rất đẹp. Wow, ở đây là một số du khách với phong cách trên đồng dưới hè quý vị và các bạn. Hình ảnh rất nhộn nhịp, bất chấp mưa gió, du khách vẫn ùn ùn kéo về Hồ Gươm quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp, từng đoàn du khách. Vâng, trước màn hình là ngã ba phố Hàng Chống và Lê Thái Tổ, ở đây cũng là một đoàn du khách. (Cười)
Đây, quý vị và các bạn thấy xa xa rất đông các du khách. Những hình ảnh Hà Nội rất đẹp, không khí Tết vẫn còn trên Hồ Gươm Hà Nội quý vị và các bạn. Đây các bác các cô cũng đang rèn luyện sức khỏe. Với cảnh thời tiết này các bác các cô chắc chắn sẽ rất mỏi gối, các xương khớp cũng mệt mỏi. Bên đường cũng là một đoàn du khách đang đi tham quan thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Quán cà phê bốn mùa hôm nay cũng thất thu quý vị và các bạn, thấy xa xa chỉ có một anh nhân viên. Em Việt đang ở ngã tư Hàng Khay, Bà Triệu và thành phố Lê Thái Tổ cũng như Tràng Thi. Ngay đầu Hàng Khay thì ở đây có một cửa hàng to đẹp vẫn chưa có người kinh doanh quý vị và các bạn. Một số các cửa hàng kinh doanh thì lác đác cũng có khách. Đây, cảnh kinh doanh dưới trời mưa rét. Và trước màn hình là ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài cũng như Hàng Khay và tuyến phố Tràng Tiền. Xa xa những hình ảnh âm u mây mù bao phủ. Trên tuyến phố Tràng Tiền quý vị và các bạn. Ở ngã tư Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng và tuyến phố Hàng Khay quý vị và các bạn thấy bầu trời toàn nước. Những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn. Những cây đào đang rực rỡ khoe sắc kết hợp với những chồi lộc đang là vươn mình ở bên Hồ Gươm quý vị và các bạn.
vào những ngày đầu năm thì các sự kiện hầu như là không có ở bên Hồ Gươm quý vị và các bạn. Đây là những bông hoa đang là khoe sắc xuân Hà Nội, quý vị và các bạn thấy những hình ảnh rất đẹp, rực rỡ. Ở phía này trước tượng đài Lý Thái Tổ, hôm nay Nác Đác thu hút một hai em đang ghi lại những hình ảnh quý vị và các bạn, bất chấp âm u mưa phùn, các em đang che ô để ghi lại những hình ảnh. Dù mù mưa phùn nhưng quý vị và các bạn thấy thu hút rất đông các du khách nước ngoài với những cảnh lạ độc. Những hình ảnh xa xa ở ngã ba phố Hàng Dầu và Đinh Tiên Hoàng, quý vị và các bạn thấy âm u mưa phùn bao phủ. Đây các du khách tham quan thủ đô Hà Nội với cảnh trên đồng dưới hè. Xa xa trước đền Ngọc Sơn quý vị và các bạn thấy thu hút rất đông các du khách. Ngay góc ngã ba, từng đoàn du khách cũng chuẩn bị đi tham quan phố cổ Hà Nội. Bầu trời thì vẫn âm u mưa phùn quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất nhộn nhịp. Trước màn hình là ngã ba Lò Sũ,
cũng là một đoàn du khách, những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn. Các chuyến xe điện vào chiều thứ sáu chiều hôm nay thu hút rất đông các du khách quý vị và các bạn. Wow, quý vị và các bạn thấy những hình ảnh rất nhộn nhịp. Xa xa ở trước nhà hát Múa Rối Thăng Long thì quý vị và các bạn thấy đông nghịt khách. Đấy quý vị và các bạn thấy. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Bội Thu quý vị và các bạn, các chiếc túi giá rẻ. Những hình ảnh rất đẹp, từng đoàn du khách rất là vui. Với thời tiết này thì người dân thủ đô Hà Nội ở Hà Nội lâu thì cảm giác chán quý vị và các bạn. Còn nhiều mà du khách nhiều du khách lần đầu tới thủ đô Hà Nội thì cảm giác rất vui. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng Hồ Gươm để cảm nhận không khí tại Hồ Gươm vào cuối tuần này. Cuối tuần này thì Hồ Gươm không có sự kiện gì quý vị và các bạn. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới. Grab này.